Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH xin giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một cấu hình dàn lồn để đi làm những chương trình nho nhỏ hoặc là những cái sự kiện nhỏ đám cưới rất là gọn gàng và với một cái mức giá thì nó cực kỳ là phải chăng luôn. Cấu hình dàn máy hôm nay gồm có hai cặp line vay từ neo ăn tem neo 330 này và một cặp xúc kép 50 từ 220 cùng 100. Đấy, loa thì loa từ neo và loa súp là súp từ thường, tại vì do là cái cấu hình này nó rất là rẻ, nó rất là phù hợp với tiền nên là không thể nào mà đưa một cái cặp súp neo vào đây được. Súp neo thì giá nó sẽ chênh mất 5-7 triệu nữa các bác nhé. Và sau bên này là dàn máy của DVH đây, rất là gọn gàng thôi. Thì vì các bạn từ trên xuống nhé, đầu tiên là một chiếc quản lý nguồn này, là một cái thiết bị không thể thiếu ở trong các cái dàn âm thanh rồi. Một bộ mic DV 550 Pro, một van nhỏ nhạc, nói chuyện với các bác, chào hơn. Một van Koda F10 này, hàng chính hãng luôn, một đẩy xe 20 2 kênh để oánh cặp xúc kép này, và phía dưới là một con đẩy PV kép K20, con này là để đánh 4 quả live ray. Phía trên đấy, một cái dàn đồ trông cũng rất là gọn gàng nhưng mà cũng bố trí rất là khoa học và đầy đủ đồ các bác nhé. Thì thời gian vừa qua thì cũng có một vài anh em đi những cái dàn có hỏi DVH là chơi một con đẻ 4 kênh công suất rất là khỏe, đánh cả súp cả full thì có được không? Thì tôi trả lời cho các bác là cái đẩy mà nó đương nhiên là khỏe thì sẽ càng tốt rồi, nhưng mà nếu mà khỏe quá thì đánh súp ok, nhưng mà đánh full thì nếu mà chúng ta mà không giữ được đồ thì có thể là đánh chết qua full. Nên là tốt nhất là khuyên các bác là đánh đẩy súp riêng và đẩy full riêng thì chúng ta sẽ xử lý ở trên vang con tức là nén ấy, xử lý cái phần nén ở trên vang thì nó sẽ không bị quá công suất cho loa full. Ví dụ như là súp có thể đánh được chưa tới, nhưng mà full thì đánh nó đã chết mất loa full rồi. Nên là tốt nhất là chơi đẩy súp riêng và đẩy full riêng các bạn nhé. Đấy, một cái cấu hình dàn đồ rất là khoa học và rất là gọn gàng, và đặc biệt là cái mức giá thì nó cực kỳ phải chăng luôn, rất phải chăng. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên nhà và sẽ test một chút và mời quý vị khán giả cùng thưởng thức cái chất nhạc của bộ này, và lát nữa thì sẽ test mic. Ok, lên volume nào. Sẽ test qua cái tiếng micro nhé, thì quý khán giả có thể lắng nghe và cảm nhận này, cái tiếng mic DVH làm ưu tiên hàng đầu để cái tiếng micro nghe cái tiếng mic nó rất là rõ, trong trẻo, sáng, nhẹ nhàng. Đấy, nghe cái tiếng xì đấy các bác, nghe cái loa từ neo và kết hợp với cả cái khả năng setup của DVH, các bác nghe cái tiếng mic nó rất là xì đây, nó xì nghe rất là sáng và nhẹ nhàng luôn. 1 2 3 4 5 6 đấy, nghe cái tiếng xì rất là hay, tiếng mic trong sáng nhẹ nhàng.
thì các bác đi làm mới dễ lấy tiền được nhé. Tức là cái người hát ấy, người ta hát người ta cảm thấy cái tiếng của người ta hát ra nó rất là rõ này, và nó sáng, nó nhẹ nhàng, thì người hát mới cảm thấy nó dễ hát, thì các bác đi làm mới dễ lấy tiền của thiên hạ được thôi nhé. Ok, thì ngay sau đây DVH sẽ test qua một đoạn karaoke và mời quý khán giả cùng nghe và cảm nhận. Do là cái điều kiện là ánh sáng đang quay ngoài trời nắng nên là phải dùng cái bìa này che ở đây nhé, thì khán giả thông cảm. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thêm. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dằn lòng quên hết những trao vỡ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ, chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta như phép lạ. Tình yêu này mong mơ giờ tan vỡ, thôi cũng đành xem xuyên những ngày tháng buồn nhiều. Trả lại. Đấy, quý khán giả có thể cùng nghe và cảm nhận nhé. Tiếng micro rất là rõ. Đấy, cái tiếng mic rõ và nó sáng cực kỳ. Hát nó nhẹ nhàng, rất dễ hát luôn. Ok, chỉ với cái mức đầu tư là 69 triệu đồng thì quý khán giả đang có thể sở hữu cho mình một cái dàn đồ để đi cho thuê những cái chương trình nhỏ nhỏ rất là đẹp và rất là ok. Anh vừa mới quay lại gần đây. Thêm một cái chi tiết nữa là cái hệ thống dây loa thì DVH đã đấu nối rất là cẩn thận nhé. Thời gian vừa qua cũng theo dõi ở trên YouTube ấy, nhiều các cái đơn vị bán hàng, nhiều anh em khác bán hàng không làm được cái dây loa đẹp như DVH làm đâu các bác. Dây loa là cái dây nhiều lõi, tôi nghĩ là tước ra xong đấu vào, xong cái đoạn này nó rất là rối và anh em nhìn nó sẽ rất là rối mắt nhá. Thì DVH đã phân chia, đã dùng cái ống gen co màu này, mình đã co nó thành từng cặp một như này, rất là đẹp nhá, đỏ là súp này, vàng xanh là full. Đấy, dây hoa rất là đẹp. Thì đi làm thì quý khán giả sẽ không bao giờ bị thấm nhầm. Đây ở đầu ra loa cũng vậy, rất là đẹp nhá. Đây này. Đấy. Đây, dây loa cứ bố trí như này thì sẽ không bao giờ thấm nhầm và đi làm thì trông nó sẽ rất là chuyên nghiệp, rất là gọn gàng nhá. Đỏ vàng xanh này. Đấy, cái dây thì thực ra là nó là một cái chi tiết nó rất là nhỏ và nó không chiếm đáng bao nhiêu phần trăm trong cái bộ dàn của chúng ta, nhưng mà cái dây mà đi làm mà trông nó lôi thôi, nó lồi thổi quá thì cái người ta bỏ tiền ra, người ta thuê các bác thì người ta cũng đánh giá đấy. Nói chung là mình nên cẩn thận từ những cái chi tiết nhỏ nhất để khẳng định cái thương hiệu và chất lượng của chúng ta coi nhé. Đấy, một dàn đồ rất là đẹp, dây dở đấu đối gọn gàng và loa cũng rất là gọn nhé. Một cặp súp và hai cặp full. Đây, rất là gọn luôn. DVH thì đang cao khoảng 1m7 nhé. Đang cao khoảng 1m71, 1m72 gì đấy. Thì cái loa nó đang ở đúng cái tầm tai, ở đúng cái tầm tai của người nghe. Ở cái tầm này thì nghe âm thanh nó sẽ là đẹp nhất này. Rất là đẹp. Ở phía dưới thì DVH thì đang sử dụng một cái tấm ván và bắt cái bánh xe vào. Đấy thì các bác đi làm thì cũng nên làm cái ván như này này. Thì để chúng ta vận chuyển đồ cho nó nhẹ nhàng. Đấy thì nếu mà đập đứng thì cũng có thể đập lên ván như này, hoặc là các bác vận chuyển các bác có thể vận nằm ra. Đây thì ở cái bộ này thì bánh xe thì cái hát không bắt trực tiếp vào loa. Cái ván này thì các bác phải tự làm nhé, chứ nó không có ở trong cái bộ dàn này. Đây là tiện đây thì DVH bỏ ra quay thôi. Ok, clip này thì DVH xin phép dừng lại tại đây nhé. Quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.